Tại tỉnh Hải Dương, các cấp công đoàn trên địa bàn đang khẩn trương chuẩn bị chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, trọng tâm hướng tới những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau trong Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tham mưu cho các cấp chính quyền tích cực vận động mọi nguồn lực, đồng thời trích kinh phí công đoàn để chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, mất việc làm. Thì Liên đoàn thành phố cũng sẽ tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà cho đoàn viên người lao động. Năm nay thì dự kiến cái số lượng ít nhất là 10% số đoàn viên người lao động được thụ hưởng, tương đương với cả hơn gần 2.000 đoàn viên người lao động với tổng giá trị là trên 700 triệu đồng. Từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức thăm hỏi động viên, bảo đảm mọi đoàn viên, người lao động được đón Tết đầm ấm,